Từ chiều qua, trên mạng xã hội lan truyền một clip ghi lại cảnh hai học sinh bị một người mặc quần áo dân phòng đánh đá thẳng vào mặt. Sau khi xác nhận sự việc, ngay trong sáng sớm ngày hôm nay, mùng 2 tháng 4, Chủ tịch UBND quận 10 đã yêu cầu Chủ tịch UBND phường 14 đình chỉ công tác với bảo vệ dân phố có hành vi đấm đá dã man hai thiếu niên ở trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Tố, quận 10. Trong clip, người đàn ông mặc quần áo dân phòng dùng tay chân đấm đá vào mặt một thiếu niên. Thiếu niên không chống trả mà hứng chịu những cú đá thẳng vào mặt và người. Người đàn ông này còn đánh đá tới tấp vào thiếu niên ngồi phía sau. Điều đáng nói, sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của rất nhiều người lớn. Bước đầu thông tin từ Chủ tịch phường và Hiệu trưởng trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Tố cho thấy, nhà trường có đề nghị bảo vệ khu phố 12, phường 14 hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ nhà trường khi có hiện tượng mất cắp trong thời gian vừa qua. Bảo vệ dân phố khi đi kiểm tra đã bắt gặp hai thanh niên nghi có hành vi vào trường để trộm cắp nên đưa về trụ sở. Hai em này không phải là học sinh của trường. Tuy nhiên, bảo vệ dân phố sau đó đã có những hành vi không đúng. Hiện phường đã đưa hai thiếu niên về công an quận 10 để xử lý, đồng thời đình chỉ công tác với bảo vệ dân phố. Theo luật sư, hành vi của những người đàn ông trong đoạn clip có thể sẽ bị khởi tố.